Hey, chào tất cả mọi người, thì hôm nay mình lại lên con thú hay xanh mọi người. Thì đây là chim bổ nha, hồi bữa mình mới hai con nhưng mà con này thì nó khá là đứng đồng rồi mọi người. Đây. Chim thì đã bắt đầu ra giọng rồi mọi người, nhưng mà nó chỉ hót lén thôi, mình không có quay được nó. Nó đứng lòng rồi ha, nó không có tông như mấy con bổi lúc ban đầu nữa mọi người. Chim thì ăn uống mạnh khỏe đàng hoàng nha mọi người ha. Thì con này mình sẽ bán với giá là 1,6 triệu nha mọi người. Anh em nào thích thì alo cho mình là điện thoại là 0929887346 nha mọi người. Đây nó đây, cho mọi người xem lại lần nữa ha. Để mà nói là đây nó đã ra giọng rồi nha mọi người, mình đã nghe nó hót rồi. Chim thì móng chim bổ giờ á thì mình chỉ bao móng mỏ thôi mọi người, còn tặc ngoái nước lộn á thì mình không phải bao được nha mọi người, tại vì mình hiện tại bây giờ thì nó không có rồi, nhưng mà giờ nhà mọi người á nhiều lúc nó hoảng á thì nó sẽ sinh ra tặc lộn đó mà mình không biết, cho nên á thì anh em nên về trùm theo cách của mình là sẽ trùm cái áo lòng một nửa như thế này nè mọi người, để cho nó không thấy cái ở bên trên, để cho nó hoảng mọi người, nó nhảy ra sẽ nó không sâu người lên trên thì nó sẽ nhìn ở bên dưới thôi. Cho nên là anh em mua dài anh em thì cứ trùm y chang, nhưng để cho hạn chế tất cả các tặc lỗi của nó ở xảy ra mọi người. Thì con này mình sẽ bán với giá 1,6 triệu nha, anh em cần thì cứ liên hệ với mình, số điện thoại mình là 0929887346 nha mọi người.